mến chào người anh em nhé. Hôm nay mình xin giới thiệu với người anh em một mẫu loa Array kẹo kéo di động. Nó gồm có một cái súp kép 40, hai quẻ súp 40. Nó nằm chung một cái thùng loa này ha. Hai quẻ súp 40 và một cái loa Array, một tay Array gồm có hai loa bass 25. Một cái loa như vậy là một cái bass 25 và một cái chép kèn 450. Cái này cũng là một cái bass 25 và một chép kèn 450. Và toàn hệ thống này nó sử dụng điện hết ha. Mình chỉ cắm điện vô là chơi thôi. Và đồng thời cái phần mềm của cái con này chỉnh như văn số, chỉnh như văn số, và đặc biệt hơn nữa là có tiếng Việt luôn. Chính hãng do Codec họ làm ra ha. Đây, nguồn điện em cắm trực tiếp vô ha. Đây, nguồn điện em cắm trực tiếp vô. Em nói sơ qua và cái này tí ha. Cái mặt lo nó như vậy. Nó gồm có súp điện nằm trong này luôn ha. Rồi cái lo này là cái dây lô full, mình câu lên lô full ha. Có nghĩa là một cái trụ nó là gồm có một cái súp kép 40 và hai lo full 25 ha. Cái này là cái micro không dây. Đó, cái model ở đây ha. Model nó là KDB 2515. Công suất của nó là cái quẻ súp kép là 600W và cái quẻ array là 400W ha. Đấy, cực khủng. Một bộ kèo kéo như thế này thì phục vụ cho anh em mình đi show nhỏ ha, thì cứ nhỏ nhỏ tầm cỡ 10 bàn đổ lại là ngon. Nói chung là tầm cỡ 100 khách là ok. 100 khách thì chơi hai tay không? Hai tay này thì không khác gì đâu anh em ha. Đánh rất là dữ. Em mới thử chút xíu nhạc thôi mà đánh rất dữ. Rồi em giới thiệu sơ qua cái phần mềm ở đây ha. Anh em nào mua thì em sẽ chuyển nhượng cái phần mềm Karaoke System không? Cái này nó có tiếng Việt luôn này. Chuyển sang tiếng Việt này anh em. Đó, anh em thấy giờ thấy tiếng Việt chưa? Nhạc mưu dưỡng âm lít nhạc này, micro này. Đó, em chỉnh ngon lành rồi, hiệu ứng ở chỗ reverb này. Rồi ngõ re amen này, con sub này, chỉnh được super bass luôn không? Đấy, nhạc này. Đánh kinh lắm, bây giờ em sẽ test cái hiệu ứng tiếng micro cho anh em nghe. Đầu tiên thì em sẽ test cái tiếng mic mọc thôi ha. Test ở chỗ đây ha, test ở chỗ đây. Test cái tiếng mic mọc cho anh em. Đang hát cái mic codec SM12. Gồm có một tay mic và một đầu thu. Bộ mic này là giá 2,2 triệu ha, 2,2 triệu. Nó có hai cây mic luôn nha. Đây một tay nữa này. Đấy, một hộp nó là còn nguyên bộ nha. Đó, mic này hát kèo kéo, anh em nào nâng cấp kèo kéo là easy luôn không. Đó, hình dáng nó như vậy ha. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái tiếng mic mọc anh em nghe ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 10. Tiếng rất thật, mic bắt, mic chép đồ nó rõ từng dãy ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 9, 10. Bây giờ bắt đầu mình tiến hành mình chọn hiệu ứng effect rồi ha. Rồi, chọn effect vô thì mình kéo cái fader hiệu ứng này lên ha. Em đợi tiếng Việt cho anh em dễ nhìn thấy luôn ha. Cho ví dụ như 45, 50 gì đó đây, tùy ha. Rồi. Lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lên. Bây giờ phải em nói sơ qua giữ phần mềm tí xíu ha. Rồi anh em nào mua thì mình chỉ setup sẵn thôi không. Cái hiệu ứng echo reverb này, cái ngõ menao này nó có cho đường cho echo ra này, cho reverb ra này, cho cái tiếng mic mọc này, rồi âm lượng nhạc mình chỉnh theo cái sở thích của mình không. Rồi cái nhạc thì chỉnh EQ này đơn giản thôi không. Mic cũng vậy, mic còn thì mình cũng chỉnh EQ. Nói chung mấy cái này đơn giản lắm, anh em nào mua thì mình sẽ gửi cho cái phần mềm và mình sẽ hướng dẫn sử dụng luôn ha. Bây giờ mình sẽ lên nhạc mình test thử một đoạn đi. Để có cơ hội thưởng nhiều giải thưởng hấp dẫn, những ký vàng mỗi lòng tin. Em chỉ test thử một đoạn thôi nha, chứ hát nhiều nữa. Dung lửa bằng chân ha. Hát thử một đoạn cho anh em nghe để cảm nhận được cái kèo kéo này xuất công phá nó như thế nào ha. Chờ em hồi
giờ nước mắt thay lời chia ly khóc người đã đi. Anh yêu em như trời biển rộng, nay chim kia xa vào trời mộng. Thời gian ơi nửa vòng trăng rơi đến tình đang thôi. À, em vừa hát test một đoạn cho anh em nghe ha. Em hát thử một đoạn cho anh em nghe cho hát nhiều quy phạm bản quyền rồi khổ lắm đó. Thì cái con này kết nối bluetooth này anh em đấy, em đang phát nhạc từ máy tính này qua không có cái dây, nhờ dây này dây cáp kết nối phần mềm nha, dây này là dây cáp kết nối phần mềm. Còn em đang kết nối máy tính. Còn nếu anh em nào về chơi mixer ấy, kết nối mixer thì nó có cái cổng line đắt Canon ba chân luôn ha, line đắt Canon ba chân đó. Hai có hai đầy đủ và rất hoa sen, đường vào có đầy đủ luôn. Mic thì có hai ngõ re 6 ly ha. Con này kết nối bluetooth và đầy đủ hết, anh em về an tâm công tác. Và mình cũng xin báo giá luôn ha. Con này thì hàng trưng bày của công ty nha. Giá công ty niêm yết là 36.750.000 một bộ loa như vậy, chưa có mic nha. Em hôm nay em bán hàng trưng bày công ty giảm giá 40%. Thì còn đâu đó tầm 22 triệu. Giá giảm giá 40% tương ứng với tầm 22 triệu và được tặng một bộ micro như này. Và được tặng một bộ micro của hãng Kodak ha. Đấy, hãng Kodak đi cùng thương hiệu luôn ha. Đi cùng thương hiệu Kodak luôn ha. Đấy. Tặng một bộ mic này trị giá 2 triệu 2 ha. Đấy, tính ra cái đôi lo này còn chỉ còn có 19 triệu 800 ngàn thôi ha. Nếu anh em nào không nhận phần quà tặng thì lấy lo không thì mình sẽ giao cho giá 19 triệu 800 ngàn ha. Đó, rất là rõ ràng chi tiết cụ thể ha. Đấy, còn mà anh em nào muốn to bự nữa làm hai cặp này luôn, làm hai quẻ cây lo này là về là bảo đảm là đánh phê luôn ha. Rồi mọi chi tiết người anh em vui lòng liên hệ 0909043679. Thân ái chào anh em.